Đa số là nam số nha. Đa số luôn á. Có bao giờ mấy đứa nghĩ là mấy đứa muốn làm nông không? Dạ không. Không. Học nhiều không thì khó đây. Học. Không muốn đi làm chị có học dạ. Chị có học mới thoát khỏi làm nông không? Em không giống như ba mẹ của mình lúc nào cứ ở ngoài ruộng cứ làm vậy thôi. Cứ ngày cắm đầu xuống ruộng. Còn nhiều khi làm ruộng còn lỗ. Một tiếng được có 25 ngàn. Có nhiều người làm ruộng mà bây giờ tiếng nghèo rồi. Được có 25 ngàn. Mà làm được. Bên sao em? Dạ em thấy ba mẹ mình cần cho mình. Trong khi nông nghiệp là sản xuất chính của nông thôn, nhưng hoàn toàn chưa được quan tâm đúng mức ở các chương trình giáo dục phổ thông, khiến cho nghề nông bị gắn liền với cái nghèo và sự đói khổ. Việc ươm mầm và đào tạo nguồn nhân lực từ thế hệ trẻ cho nền nông nghiệp tương lai. Vì vậy, dự án Nông dân Tí Hon của chúng tôi đã ra đời. Để khơi dậy và nuôi dưỡng ước mơ và niềm đam mê của học sinh trong việc ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp công nghệ cao trong thời đại 4.0, chúng tôi có đầu tư tại trường trung học cơ sở Trà Bông các cái thiết bị như vi mạch, vi điều khiển Arduino, các loại cảm biến đo nhiệt độ và độ ẩm, các cái module kết nối wifi và robot để các em học sinh tìm hiểu về điện tử và lập trình. Chuyện này bổ sung đó là mình để cho nó đúng không? Không phải nữa. Đối với dự án Nông dân Tí Hon thì mình là một giáo viên dạy STEM cho các bạn, thì các bạn ấy rất mong muốn được tham gia các hoạt động, được tận tay trồng các loại cây. Và khi mà trồng cây ra thì các em ấy mong muốn bỏ trong với một cái những cái nhà vườn hay là những cái nơi thuận tiện ánh sáng, thuận tiện về nguồn nước nữa để cho các bạn ấy có thể tưới được cái cây của mình. Có một cái câu chuyện rất là vui, đấy là khi mà đầu năm học á, cũng có hai bạn, bố mẹ các bạn cũng là làm nghề nông và hai bạn đã viết vào cái tờ giấy là ước mơ sau này của con là con muốn trở thành kỹ sư nông nghiệp. Và chính vì vậy thì cái niềm tin của mình vào dự án Nông dân Tí Hon nó lại càng mạnh mẽ hơn. Nó là đặt hợp đồng như này không? Rất là khó. Hay là đây. Đặt tới đó được. Vườn tại trường thì đầu tiên là mọi người sẽ tiến hành xây dựng khu vườn rau nhà lưới tại gần cổng trường trước, và sau đó thì sẽ bắt đầu giảng dạy cho các em về hiểu hơn nhiều hơn về vườn rau 4.0 là gì. Nhận thấy tỉnh Tây Ninh là một tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp, cộng thêm sự ủng hộ của chính quyền địa phương tại đây mà dự án Nông dân Tí Hon được ra đời, với mục đích đó là giúp cho tất cả các trẻ em được phát huy tối đa tiềm năng của mình. Tiếp theo Việt Nam hy vọng nhận được sự hợp lực của tất cả mọi người để có thể lan tỏa dự án này trên khắp cả nước. Hãy chung tay cùng chúng mình nhé!